Ngày 17 tháng 12, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đến chào xã giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Samdech Sakhen. Đón tiếp đoàn, Phó Thủ tướng Samdech Sakhen bày tỏ vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia. Đồng thời, ngài Samdech Sakhen cũng chia sẻ kết quả phát triển kinh tế xã hội trong năm vừa qua, cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Vương quốc Campuchia nói riêng. Bày tỏ vui mừng khi đến thăm làm việc tại Vương quốc Campuchia nhân dịp năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập ngoại giao giữa hai nước, năm 1967 năm 2022, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng những thành tựu mà đất nước Campuchia đạt được trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ tin tưởng thời gian tới, Phó Thủ tướng Samdech Sakhen sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ toàn diện hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Campuchia. Trong những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng củng cố và phát triển toàn diện về nhiều mặt, góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ và tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Vương quốc Campuchia nói riêng, đồng thời thúc đẩy đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm thúc đẩy hợp tác với các địa phương Campuchia trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, đồng thời tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Trong hôm nay, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh có buổi hội đàm với đô trưởng thủ đô Phnom Penh, Khương Srang, chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia, Samdech Techo Hun Sen, thăm cán bộ y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh.